Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends của Tô Mỡ để chúng ta cùng tới với series đọc truyện audio Huyền Thoại Lục Địa Bình Minh. Ở phần tập truyện trước, như chúng ta đã biết, tụi Wanwan đã phân chia nhau để cùng đi về tứ phương tám hướng, thu thập các Long Huấn Sư nhằm hồi sinh lại chỗ Akai và những nhiệm vụ khác. Ở tập truyện này, chúng ta sẽ cùng tập trung vào hành trình của Wanwan trước, đi về phía tứ xuyên đường môn. Mời anh em đón đọc chương thứ 38 với tên gọi Thợ Săn Phù Thủy. Tại Tiên Lâm Bảo Điện Thượng Uyển, cô có ở đấy không? Dạ hành kiếm tiên. Một con phượng hoàng lửa bay về phía ngôi đình ở giữa vườn Thượng Uyển. Ở giữa mái đình là một cái bàn cẩm thạch xanh với những chiếc ghế bằng bạch ngọc. Tại đó, một cô gái tóc lá màu đen với phần mái tóc highlight màu đỏ đang ngồi ở đó. Cô mặc một chiếc kimono của các ninja nữ màu đen với phần thắt lưng là một cái gút thần đạo, đính ở giữa là một cái phi tiêu. Vì chiếc váy khá ngắn nên để lộ ra một cặp đùi trắng nõn với phần đùi trái có hình xăm theo kiểu dáng các Yakuza của Nhật. Trên bàn là một cặp song đao hai lưỡi bằng vàng đang tỏa ra những luồng hào quang yếu ớt. Cô gái tuy nhận ra sự xuất hiện của Phượng Hoàng nhưng cô không hề mảy may để ý đến mà vẫn cầm ly trà tư tư hưởng thụ. Phượng Hoàng lửa khi bay đến trước bậc thềm tam cấp thì toàn thân Phượng Hoàng bốc cháy. Ngọn lửa đó dần hóa thành hình người một cô gái mặc pháp bào đỏ xẻ tà giữa. Phía sau pháp bào đó là bốn cái lông đuôi phượng hoàng lửa màu cam. Phần cầu vai của cô là hình dạng của đầu chim phượng hoàng điểm xuyết bằng lông phượng hoàng lửa. Cô ta đội một kim quang hình cánh chim bằng vàng che đi phần mắt. Trên tay cô gái là một cây pháp trượng với phần đầu là một con phượng hoàng đang cuộn mình. Cô gái mặc kimono lúc này mới lên tiếng. Phượng hoàng tư tế Fasha, cô vội vã đến đây làm gì thế? Fasha lúc này mới nói, tôi vội vã đến đây để báo cho cô biết rằng chuyên nhân của Bạch Hổ sắp đến đây. Cô gái nghe vậy nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và nói, chuyên nhân Bạch Hổ cần thánh thể để thức tỉnh thì việc hướng này là bình thường mà, bởi Tứ Xuyên Đường Môn nằm ở mạn trái của Tiên Lâm. Fasha nói ngay, nhưng theo tầm tin điểu thì cô ta đến đây không chỉ để thu thánh thể mà còn tìm linh hồn của Thiên Mộc Long Huấn Sư. Cô gái nghe vậy thì tay cô vô thức bóp nát chiếc ly mà cô đang cầm trên tay. Fasha hỏi, cô ổn chứ? Dạ hành kiếm tiên Karina. Karina lúc này mới nói, chúng ta phải ngăn không cho cô ấy lấy được linh hồn của Thiên Mộc Long Huấn Sư. Vì nếu như chúng ta không có linh hồn của Thiên Mộc thì chúng ta sẽ không thể khắc chế được ma trùng trong người của em gái ta. Fasha nghe vậy thì im lặng, không nói gì thêm. Karina nói tiếp, tôi biết cô quen biết với cô ta nên nếu bảo cô gây khó dễ thì chẳng khác gì đưa cô vào thế kẹt. Cho nên lần này tôi và Dạ Tiễn Xuyên Không sẽ xuất chinh. Nhưng tôi muốn cô, Fasha, hãy tạo hỏa linh kết giới để duy trì phong ấn của độc phong nữ chủ cũng như là linh hồn của Thiên Mộc. Fasha gật gù nói, cô hãy yên tâm, tôi biết mình cần phải làm gì. Karina nghe Fasha nói xong thì cầm lấy song đao rồi bước ra khỏi mái đình, đưa tay lên môi huýt sáo thật to và gọi, Dạ Tiễn Xuyên Không, chúng ta đi nào. Karina vừa dứt lời, một tiếng cọp gầm lên và từ trên không, một bóng cô gái cưỡi trên lưng hổ phóng đến trước mặt của Karina và Fasha. Đoạn, cả hai phóng đi về hướng ra khỏi Tiên Lâm. Quay trở lại phần Wanwan, sau khi chia tay nhóm của Tử Long và Basia, Wanwan dẫn theo các tinh tỏa của mình và cùng với Rafaela, Ngộ Không, Harit và Nana tiếp tục hướng về phía đường môn. Tuy nhiên, khi chưa đi được bao xa thì bỗng nhiên Mertis đứng lại. Wanwan thấy vậy thì hỏi, có việc gì à, mà cái tinh tỏa? Mertis không quay lại nhưng vẫn trả lời Wanwan, thưa chủ tử, tôi cảm nhận có sát khí đâu đây. Mertis vừa nói xong thì một viên đạn xé gió hướng thẳng về phía Wanwan mà nhắm tới. Mertis thấy vậy liền giơ sơn dương đao lên chém xuống một phát khiến cho viên đạn bị chẻ đôi rơi xuống đất. Tuy nhiên ngay chính lúc này một bóng thanh niên lướt đến và thê to, Mãnh Long Quá Giang. Khi bóng người thanh niên sắp đến gần thì giọng của Odette vang lên, Lam Toàn Phong. Quả cầu năng lượng của Odette bay ra kịp thời chụp lấy bóng người thanh niên khiến cho anh ta đứng khựng lại. Và cũng nhờ vậy mà tất cả cũng nhận ra đó là một thanh niên châu Á với mình trần để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn với khuôn ngực vuông vức và sáu múi bụng săn chắc. Anh ta mặc một chiếc quần short của các võ sĩ Muay Thái. Đi kèm với cái quần đó là chiếc đai lưng vô địch quyền thái quấn ngang lưng anh ta cùng với cái dây cột đầu đúng dân đánh quyền thái chuyên nghiệp. Wanwan nhìn anh ta thì mặt đỏ ửng vì thẹn. Akai nhận ra việc đó nên hỏi, cô sao thấy Wanwan? Wanwan ngập ngừng trả lời, anh ta nhìn giống idol của tôi ở trái đất có tên là Châu, một diễn viên võ sĩ chuyên nghiệp với những đường quyền lả lướt vô cùng mạnh mẽ như huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long vậy. Khi nghe thấy Wanwan nói vậy thì anh ta lên tiếng ngay, cô cũng đến từ trái đất ư cô bé?
Wan Wan nghe vậy thì chợt hỏi lại ngay, anh cũng đến từ trái đất. Tuy nhiên, anh ta chưa kịp trả lời thì từ xa vang lên giọng nói, thả đồng đội của ta ngay ra bọn phù thủy kia, đạn pháo. Sau giọng nói đó, vô vàn những viên đạn màu xanh lá bắn về phía nhóm của Wan Wan. Ngộ Không thấy vậy thì chỉ tay một cái và hét to, định thân thuật. Ngón tay của Ngộ Không phát sáng và lập tức các viên đạn dừng lại, bay lơ lửng trên không. Akai thấy vậy thì cười hề và nói, nhanh tay đấy anh bạn, Nana, cô giúp tôi nhặt mấy viên đạn trên không được chứ, nhìn chúng mà ngứa hết cả mắt đi. Nana bực bội nói, cái con gấu mập này, nếu ngươi không ở trạng thái linh hồn thì biết tay ta, mà nhìn đúng là ngứa mắt thiệt. Nana tuy nói vậy nhưng vẫn làm theo lời của Akai. Cô bé nhảy về phía các viên đạn nhưng đồng thời cũng tung ra một con Monila để đề phòng bị phục kích. Harriet thấy vậy thì cùng với Nana thu thập các viên đạn trên không. Ngay chính lúc đó, từ phía bóng tối của khu rừng phía trước, một bóng thanh niên ăn mặc theo kiểu các thợ săn trung cổ màu tím. Cầu vai bên phải của anh ta là một cái đầu lâu nhìn giống người, nhưng ngoại trừ hàm răng thì lởm chởm không có vẻ gì là người cả. Đi kèm với cái bộ đồ đó là một cái nón chóp cao vành rộng màu tím. Phía sau lưng anh ta là một cây súng săn to dài và trên tay phải của anh ta là một khẩu súng lục cổ. Trên người anh ta là những băng đạn màu xanh được vắt dọc theo phần đai lưng bắt chéo trên cơ thể của anh ta. Tuy nhiên, không ai có thể nhận ra gương mặt của anh ấy vì gương mặt đã được bao bọc bởi những dải băng y tế mất rồi. Người thanh niên bí ẩn tiến về phía của nhóm Wan Wan và đồng thời nói, xem ra các người sở hữu ma thuật cũng khá là đáng sợ đấy. Nhưng là một thợ săn phù thủy thì ta không hề sợ hãi với những ma thuật đó. Akai nghe vậy thì huýt sáo vỗ tay rồi nói, ái chà, anh bạn quái dị này khẩu khí lớn nhỉ, gái to đấy. Nhưng xem ra cái đầu lâu mà anh bạn dùng làm cầu vai thì cũng chứng tỏ anh bạn đúng là thợ săn phù thủy nhỉ. Thợ săn phù thủy nhìn về phía Akai rồi nói, ta có nhìn lầm không? Một hồn ma gấu trúc được lắp để ta bắt người về bán cho các gánh xiếc quái dị. Akai nghe vậy thì nổi xung tình đáp trả như Nana đã lên tiếng trước. Tôi không biết ông anh là ai, nhưng vô cớ tấn công chúng tôi mà còn muốn bắt thú cưng giải trí của bọn này là ông anh không yên với tôi đâu. Long miêu liên kích. Nana nói xong thì cầm cây trong chóng hướng về phía người thanh niên đập xuống đất. Người thanh niên cảm thấy bất ổn thì thét to lướt về phía sau. Dây chói. Một cái dây chói với ba đầu dây, với mỗi đầu là một quả tạ bay về phía Nana cuốn lấy cô bé. Do anh ta ra tay quá bất ngờ nên không ai kịp làm gì cho đến khi Nana hoàn toàn bị chói và bị anh ta lướt lên chụp lấy và lướt về vị trí an toàn của hắn. Harry thấy vậy thì bực bội nói, thả Nana ra ngay. Thợ săn phù thủy nghe vậy thì nói, nếu các người đồng ý thả bạn ta ra thì ta sẽ thả cô bé này ra. Wan Wan nghe vậy thì nói, sừng nữ tinh tỏa, tôi nghĩ cô nên thả anh ta ra. Odet nghe Wan Wan nói vậy thì chỉ pháp trượng về phía người thanh niên Muay Thái và nói, thu. Odet vừa hô xong thì kết giới bao bọc lấy anh thanh niên biến mất. Nhưng cũng chính lúc đó, một tiếng hổ gầm to kèm theo giọng nữ, oanh tạc. Có lẽ hành trình tới Tứ Xuyên Đường Môn sẽ không hề dễ dàng khi tụi Wan Wan sẽ phải giao tranh tại nơi đây. Liệu rằng ai sẽ là bạn và ai sẽ là thù, tụi Wan Wan liệu có đương đầu lại với trận chiến hay không? Hãy cùng đón xem ở chương thứ 39 sẽ có vào tuần sau. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em đã đến với series truyện được viết bởi Nick Kirill, Nicholas Chell.